tối qua ngày 1 tháng 10, lễ giải sầu khánh 30 của ca sĩ Vũ Duy Khánh đã diễn ra thành công tại nhà hát lớn Hà Nội. Ca sĩ Vũ Duy Khánh khác với hình ảnh bụi bặm thường thấy tại đêm nhạc, Vũ Duy Khánh hình thành với đẳng cấp lịch lãm. Khánh hát những bản dạng hit không xa lạ như Buồn, Khóc, Giờ Tuyệt Vời Nhất và cả những ca khúc mới hoàn toàn như Gì Khi Đã Yêu. Màn liên kết Xin Lỗi Anh của Vũ Duy Khánh với Dương Hoàng Yên khá ăn ý. Tuy nhiên, màn song ca Đam Mê cùng đàn anh Tuấn Hương đã giúp cho Vũ Duy Khánh sôi nổi và máu lửa hơn bao giờ hết. Càng về cuối chương trình, nam ca sĩ càng biết làm chủ sân khấu, dẫn dắt người theo dõi theo mọi sự sắp đặt của mình. Tuấn Hương và Vũ Duy Khánh không chỉ hát, Khánh còn trò chuyện với người theo dõi. Anh bảo cuộc sống dù thế nào thì Phi Tần Cũ vẫn là người tuyệt vời nhất. Vợ cũ sinh cho Khánh cậu năm nhi kháo khỉnh nên cô ấy luôn tuyệt vời nhất trong mắt Khánh. Có ai bỏ nhau mà vẫn được Phi Tần Cũ đi cổ vũ như Khánh đâu, Khánh nói. Vũ Duy Khánh cũng tiếu táo bảo với bạn dạng hiêu vợ tuyệt vời nhất anh từng hát cho một số người bạn nghe và đa phần hiện nay đều bỏ Phi Tần cả. Bài hát nhiều khi nói như định mệnh của người ca sĩ. Khánh có bài hiêu trước tiên mang tên Buồn nên ca khúc như dẫn vào đời sống làm chuyện tình cảm của mình bao năm cứ long đong lận đận mãi ca sĩ Vũ Duy Khánh trải lòng. Vũ Duy Khánh bật khóc khi nghĩ về người thân phụ quá cố. Màn xúc động nhất là khi Vũ Duy Khánh lần đầu chia sẻ những clip diễn cải lương của bố cùng hình ảnh khi còn nhỏ dại nghịch ngợm đứng bên bố của mình cố nghệ sĩ ưu tú Minh Hải, nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời. Nam ca sĩ cho biết, anh từng chịu trận đòn bố tấn công tại nhà hát lớn vì nghịch đồ hóa trang của bố và chính nơi này anh thực hiện ước nguyện đó là làm Lee Jae-soo-ryeon người bố kính yêu. Khánh là con một nên nhiều năm bố bị bệnh tôi cùng mẹ và gia đình luôn bên cạnh chăm sóc. Thời điểm buôn năm nhi tôi sắp sinh nhật một tuổi, bố tôi rất yếu đối tưởng ông qua đời sau đó ông lại gượng được. Đến ngày tôi bay đi Paris diễn với anh Tuấn Hưng thì Phi Tần Cũ gọi điện báo bố yếu đuối, tôi chỉ kịp nhìn ông đúng một phút trước khi ông qua đời. Tôi đi làm có bao nhiêu tiền không tấn công nổi được giây phút cần thiết đó là ở bên bố lúc lâm nguy. Tôi hối hận vì điều này, Vũ Duy Khánh rơi nước mắt chia sẻ. Cũng trong Lee Jae-soo lần này, Vũ Duy Khánh tự thách thức mình với dòng nhạc bolero vốn không xa lạ nhiều xúc cảm dẫn lối người nghe. Lối hát phiêu của Vũ Duy Khánh khiến nhiều người mày mò nhưng chưa thực sự quen để người theo dõi cổ vũ nồng nhiệt như các bạn dạng hit không xa lạ của anh. Tuy nhiên, điều đó cho thấy nỗ lực không nhỏ dại của Vũ Duy Khánh trong việc làm mới bạn dạng thân. Với Lee Jae-soo Khánh 30, Vũ Duy Khánh cũng tỏ ra là một tay chơi khi không cần sự đồng hành của một nhà tài trợ nào. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn Tú Dưa, cùng ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình, nam ca sĩ đã được chìm đắm trong không gian âm nhạc của riêng mình.